cũng biết về những tác dụng tích cực của tỏi đen, nhưng trước đây quý vị đã thực hiện tỏi đen như thế nào trong gia đình của mình ạ? Để thực hiện được những mẻ tỏi đen đạt chuẩn thì chúng ta phải đảm bảo được rằng tỏi sau khi đã được ngâm với bia thì sẽ được ủ trong một điều kiện ổn định về mặt nhiệt độ và cũng như là về độ ẩm quý vị nha. Và bên cạnh đó nữa, nếu như mà quý vị có được một công cụ để có thể cho ra đời những mẻ tỏi đen đạt chuẩn và lại còn có thể là sử dụng trong những ngày không ủ tỏi đen để thực hiện những món ăn thơm ngon và hấp dẫn khác thì quý vị nghĩ như thế nào về giải pháp này? Ngày hôm nay giải pháp đó đang có sẵn tại VTV Hina Home Shopping với một mức phí cực kỳ ưu đãi để quý vị có thể mang về ngay cho không gian gia đình mình, thực hiện tỏi đen cũng được, nấu những món ăn ngon khác lại càng hấp dẫn với thiết kế thật đẹp ở bên ngoài và để cho nó có thể dễ dàng hòa hợp với mọi thiết kế không gian bếp khác nhau, hỗ trợ tốt hơn cho những người nội trợ quý vị nha. Và mỗi một ngày chúng ta không còn lo lắng là ngày hôm nay mình sẽ ăn gì nào và ngày hôm nay gia đình mình có còn tỏi đen để có thể là sử dụng tiếp cho những thành viên trong gia đình của mình hay không. Hãy mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping để hưởng trọn đầy đủ không chỉ là ưu đãi về mặt mức giá quý vị nha. Và thưa quý vị, trong chương trình lần này thì chúng tôi mang đến cho tất cả quý vị như hình ảnh chúng ta đang thấy trên màn hình đó ạ. Đó chính là sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect, thương hiệu đến từ Mỹ và rất là quen thuộc trên VTV Hyundai quý vị nha. Với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể kết hợp thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau, chỉ cần một chiếc nồi thôi, có thể là làm cả món kho nè, nấu cơm nè, hay là bên cạnh đó mình có thể tận dụng ngay với chức năng làm tỏi đen để cung cấp tỏi đen cho những thành viên trong gia đình. Nhanh tay sở hữu ngay cùng VTV Hyundai với mức giá 799.000 đồng quý vị nha. Giao hàng miễn phí tại nhà. Nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect trong chương trình khuyến mãi tưng bừng chúc mừng Giáng sinh, chỉ còn 799.000 đồng mà thôi quý vị nha. Đây là thương hiệu uy tín từ Mỹ, bảo hành cho khoảng thời gian 12 tháng, quà tặng hấp dẫn kèm theo bộ dao kéo 6 món, chương trình đặc biệt chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect với thiết kế mới có 6 chức năng cải tiến quý vị ạ. Chúng ta có thể sử dụng ngay để làm tỏi cô đơn, tỏi tép, sấy khô, nấu cơm, nấu súp hay là cả nấu cháo nữa quý vị nha. Chi phí đầu tư hợp lý, hiệu quả sử dụng cao. Và sau đó chúng ta có thể tận dụng được những tác dụng tuyệt vời đến từ tỏi đen quý vị nha. Có thể là giảm cholesterol khi sử dụng được một thời gian nhất định nè, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa tai biến mạch máu não, tăng cường khả năng miễn dịch. Tỏi đen, dược liệu quý từ thiên nhiên dành cho sức khỏe. Xin chào tất cả mọi người, chúng ta lại gặp nhau trong gian bếp của VTV Hyundai Home Shopping. Và lúc nào gặp gỡ tất cả mọi người trong gian bếp của VTV Hyundai thì chúng tôi cũng mang đến cho tất cả mọi người đó chính là những người bạn đồng hành. Chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những món ăn khác nhau một cách cực kỳ dễ dàng, đơn giản và thuận tiện. Và hơn hết trong thời buổi hiện đại hiện nay á, thì chúng ta suy nghĩ tới việc là chúng ta có những cái giải pháp cũng như là những người bạn đồng hành khi mà mình chỉ cần sở hữu một sản phẩm nào đó thôi thì nó có thể làm được rất là nhiều những cái thứ khác, đúng không ạ? Vừa có thể là nấu ăn nè, nấu cơm nè, làm đồ kho nè, hầm nè, ninh nè. Chúng ta còn có thể sử dụng ngay dòng sản phẩm ngày hôm nay chúng tôi mang đến cho tất cả mọi người để làm tỏi đen. Và đặc biệt là với chức năng làm tỏi đen này á, thì thông thường là những chiếc nồi đa năng á, được rất là được ưa chuộng. Bởi vì không phải là một chiếc nồi đa năng bất kỳ đều có thể thực hiện được tỏi đen, đúng không? Tại vì cái khó của việc làm tỏi đen đó chính là trong vòng mười mấy ngày, 12 đến 15 ngày chẳng hạn, thì phải đảm bảo là nguồn điện luôn được kết nối nè. Cái thứ nữa là phải giữ nguyên cái nhiệt độ và độ ẩm như vậy, tức là mình cũng không được dở ra luôn. Tức là nếu như mà chúng ta sử dụng những cái chiếc nồi khác mà nó không được sản xuất ra với tính năng là để làm tỏi đen mà chúng ta vẫn tận dụng thì nhiều khi vẫn được đó. Nhưng mà có thể là sau khi làm xong được mẻ tỏi đen hư nồi luôn thì cũng sẽ rất là uổng phí, mình mất đi cái chi phí đã mua sắm ban đầu chiếc nồi đó quý vị nha. Do đó chúng ta cũng nên lựa chọn đúng cái dòng sản phẩm mà nó có thể là đem về những cái tính năng, những cái sự thuận lợi nhất định để mình có thể là thực hiện được đúng với nhu cầu của mình. Và với chức năng đầu tiên cũng là chức năng được yêu thích nhất, đó chính là thực hiện những cái mẻ tỏi đen theo đúng cái nhu cầu về mặt số lượng nè của những thành viên ở trong gia đình của mình. Bên cạnh đó nữa là trong những ngày trống, tức là mỗi tháng đi mình chia ra nửa tháng mình thực hiện một mẻ tỏi đen thì sẽ còn trống khoảng 15 đến 20 ngày còn lại, đúng không ạ? Lúc đó mình làm gì đây? Mình tận dụng chiếc nồi này làm bánh nè, nấu cơm nè, hay là thực hiện những cái món ninh hầm cũng rất là nhanh chóng, hiệu quả, hỗ trợ thêm cho chiếc nồi cơm điện nè, hay là những cái lò đã có sẵn trong gia đình của mình cũng rất tốt quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và với dòng sản phẩm lần này thì Quang Quý đã chuẩn bị một cái bảng rồi để cho tất cả mọi người chúng ta nhiều bảng cùng là mình so sánh nha, hơi là nhiều những thứ để Quang Quý chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Với dòng sản phẩm lần này thì công suất là 250W quý vị nha. Nếu mà chúng ta mong muốn làm một mẻ tỏi đen trong khoảng thời gian là 12 ngày, chi phí điện là khoảng 180.000 một mẻ tỏi, với giá điện trung bình là khoảng 2.500 đồng một kWh. Cái này là Quang Quý tính sơ sơ thôi đó. Và bây giờ là mình sẽ suy nghĩ xem nha, tỏi tự làm nè đó, với cái mẻ tỏi tự làm á, như vậy là với tổng
tất cả những cái chi phí đó thì chúng ta chỉ cần tốn là khoảng 250.000 đồng mà thôi. Tuy nhiên đi ra ngoài mà mua nha, 1 triệu 200. Thưa quý vị, 1.2 triệu là con số to quá, xong cái quân quý nhìn bị lộn. 1.2 triệu thưa quý vị. Đó, như vậy là chúng ta phải cân nhắc ngay để việc là mình có thể là tự làm tỏi đen ngay tại nhà của mình, cũng như là với việc mình đầu tư một mức giá bao nhiêu để có dòng sản phẩm lần này quý vị nha. Với sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect, đây là thương hiệu nổi tiếng từ Mỹ nha. Giá cũ là 1.190.000 đồng, ngày hôm nay giảm ngay 391.000 đồng, chỉ còn 799.000 đồng mà thôi, bảo hành trong khoảng thời gian 12 tháng. Đây là một cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn, hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Huy Đài Hộp Shopping quý vị nha. Nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect trong chương trình khuyến mãi tưng bừng chúc mừng Giáng sinh, chỉ còn 799.000 đồng mà thôi quý vị nha. Và tặng hấp dẫn kèm theo bộ dao kéo 6 món, chương trình đặc biệt chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng mà thôi, hãy nhanh tay sở hữu ngay. Với sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect, thiết kế mới với 6 chức năng cải tiến quý vị nha. Có thể sử dụng ngay để làm tỏi cô đơn, tỏi tép, sấy khô, nấu cơm, nấu súp hay cả nấu cháo nữa. Chi phí đầu tư hợp lý và hiệu quả sử dụng cao. Và khi đã có chiếc nồi nấu đa năng này, chúng ta có thể là tự thực hiện những nghĩa tỏi đen tại nhà, tận dụng được những cái giá trị tuyệt vời đến từ tỏi đen quý vị nha. Như là giúp cho chúng ta có thể là giảm cholesterol trong máu nè, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa tai biến mạch máu não, tăng cường khả năng miễn dịch, và tỏi đen chính là dược liệu quý từ thiên nhiên dành cho sức khỏe. Và với dòng sản phẩm lần này, nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect thì công suất là 250W, tiết kiệm điện, dung tích 5 lít, khay làm tỏi là 3 tầng luôn quý vị nha, lòng nồi dày và phủ lớp chống dính cao cấp, tỏi đen thành phẩm được lên men đều và đẹp, Perfect làm tỏi đen tại nhà dễ dàng hơn. Còn các bước làm tỏi đen với chiếc nồi này thì sao? Cực kỳ đơn giản quý vị ạ. Chúng ta sẽ gồm có những bước như sau nha. Bước 1, chọn tỏi có chất lượng cao, không nảy mầm, không bị mốc hay là không bị ướt bề mặt, tỏi to và chưa bóc vỏ nha quý vị. Bước 2, chúng ta sẽ vệ sinh sạch nồi và khay để tỏi. Bước 3, lên men tỏi bằng cách ngâm với bia trong khoảng 30 phút, sau đó để cho tỏi khô ráo hoàn toàn. Bước 4, xếp tỏi vào đầy khay để tỏi, cho vào nồi đậy nắp lại. Bước 5, ấn và giữ nút on off trong 2 giây. Bước 6, chọn thời gian lên men theo loại tỏi mong muốn như là tỏi cô đơn hay là tỏi tép, và 12 ngày sau lấy ra thưởng thức ngay. Và thưa quý vị, từ nãy tới giờ khi mà theo dõi chương trình từ đầu đến bây giờ thì chúng tôi đã giới thiệu là dòng sản phẩm ngày hôm nay có chức năng làm tỏi đen, và cũng đã chia sẻ những cái từng bước để chúng ta làm tỏi đen rồi đúng không nào. Và quan quý nhớ là cái thời quá khứ khi mà tỏi đen mới vừa du nhập vào Việt Nam, và ngày đó thì cũng chưa có những cái thiết bị, những cái dụng cụ để chúng ta có thể là có một cái chức năng riêng biệt để làm tỏi đen, thì nhớ là ngày đó là quan quý cũng có sử dụng là nồi cơm điện. Rồi mà cũng, lúc đó cũng rất là tò mò, và cứ mỗi lần mà làm cái mở ra cuối cùng mẻ đầu tiên hư, rất là uổng và tốn thời gian. Và sau đó nha, là cái nồi cơm điện của Quang Quý là nó bám mùi luôn, và nó không thể nào nấu cơm ngon được. Đó, như vậy là cái lý do vì sao ngày hôm nay khi mà chúng ta có thể sở hữu ngay một cái sản phẩm có một cái chức năng làm tỏi đen luôn. Đó, có một cái chế độ ở trong đó là hẹn giờ nè, cũng như là có nhiệt độ nè, có độ ẩm và có cả thời gian nữa, cho nên là mọi người có thể là hoàn toàn yên tâm. Rồi, bây giờ thì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chia sẻ cùng với tất cả mọi người chúng ta sẽ có thể làm tỏi đen như thế nào cùng với dòng sản phẩm ngày hôm nay quý vị nha. Và hồi nãy nghe Quý chia sẻ về việc mà Quý cũng đã từng mằn mò làm tỏi đen á, thì Khanh nhớ ngay đến cái cách là làm tỏi đen truyền thống của Khanh, biết là cái gì không? Là gì? Đi mua cho nhanh. Đi mua về ăn cho nó nhanh Quý tiền ơi. Tốn lắm, trời ơi Khanh giàu quá. Thì đó, thì bởi vậy á, nên là hả, mua xong ăn hết mẻ không nghĩ luôn. Bởi vậy nhiều khi á, một mẻ làm tỏi đen ở ngoài thị trường ở thời buổi hiện tại thì Quang Quý tính sơ sơ là cũng khoảng 1.200.000 đồng. Đó, với mỗi ký như thế này. Như vậy là mỗi lần mà chúng ta đầu tư như vậy thì rất là hao đúng không ạ? Đúng rồi. Tuy vậy thì chúng ta chỉ cần mua tỏi về nè, mình có thể là lựa chọn tỏi tép hay tỏi cô đơn nha. Mình mua bia ở bên ngoài về và mình ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 đến 45 phút tùy theo cái khối lượng tỏi mà chúng ta mong muốn thực hiện trong mỗi mẻ như thế này. Và sau đó thì chúng ta chỉ cần là mình nhớ là mình lưu ý là mình phải xăm xấp cái phần bia luôn nha quý vị, cho nó có một cái phần men để nó lên men cho dễ dàng hơn. Đó, sau đó thì chúng ta chỉ cần lấy ra, mình để ráo và sau đó thì mình bỏ vào ở phía bên trong cái khay, mà cái khay này nó sẽ được giao kèm cùng với sản phẩm là chiếc nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect ngày hôm nay. Chính xác luôn. Và Kiều Khanh xin lưu ý quý vị một tí xíu về cái khâu mà mình chọn tỏi đó, thực ra là không có cái yêu cầu nào bắt buộc về loại tỏi mà mình sẽ sử dụng quý vị nha. Tức là mình sử dụng tỏi nhiều tép như thế này hay là tỏi cô đơn như thế này cũng đều được. Mỗi loại tỏi thì nó sẽ cho ra cái hương vị cuối cùng nó hơi khác nhau một tí xíu thôi. Tuy nhiên là cái giá trị chung đó chính là những cái loại axit amin được nhân lên gấp nhiều lần về mặt
số lượng ở trong từng tép tỏi như vậy, nó sẽ đem đến những cái giá trị tích cực cho sức khỏe của mình quý vị nha. Nhưng mà cái quan trọng á là những cái loại tỏi mà chúng ta lựa chọn, đầu tiên là nó phải mới nè, không có bị mốc ở bên ngoài nha quý vị, và phải còn để nguyên vỏ luôn, thì như vậy cái quá trình lên men nó sẽ hiệu quả hơn. Đó chính là những cái yêu cầu nhất định đối với loại tỏi. Và sau khi mà chúng ta ngâm á quý vị, ngâm 30 phút nha cùng với bia, thì sau đó chúng ta vớt tỏi ra bên ngoài và nên để trong một chiếc rổ để cho cái lượng bia nó có thể là được ráo ra hoàn toàn luôn. Nếu như mà nó còn bám lên trên bề mặt những cái tép tỏi như vậy, và sau đó thì quá là đơn giản rồi, chúng ta chỉ cần xếp vào chiếc khay 3 tầng và mình có thể là tận dụng những cái chiếc nồi nấu đa năng perfect ngày hôm nay để mình có thể là nấu luôn quan quý ha. Và sau đó thì phải nói là quá là yên tâm, bởi vì sao, mình sẽ có được ngay những cái mẻ tỏi phải nói là thơm ngon và hấp dẫn vô cùng. Như thế nào ạ? Như thế này nè quý vị. Như thế này đó. Bây giờ màn hình đang quay ở từ trên xuống kìa. Bây giờ mình lấy ra không cho mọi người. Đó, thấy rồi nè. Dạ thưa quý vị, đây chính là mẻ tỏi đen mà chúng tôi đã thực hiện cùng với sản phẩm là nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect quý vị nha. Trong khoảng thời gian là 12 ngày. Và bây giờ là mình có thể là mình lấy nè. Tại vì Quang Quý rất là thích ăn tỏi đen, mà cái kiểu mà tỏi đen mà ăn nhiều cùng một lúc á, cho nên là Quang Quý thích là làm tỏi cô đơn nhiều hơn. Giống như có cảm giác là mình có thể là mình quấy một cái củ tỏi to bỏ vô miệng ăn cùng một lúc luôn, xong cái nó đã. Và thưa quý vị, rồi xong rồi ai mà có hỏi mình á là ăn mấy tép rồi, nói là chỉ mới ăn có một tép thôi, đúng không? Rồi. Mà thực ra là ăn nguyên củ luôn rồi. Không có mục đích hết. Nhưng mà thiệt ra là với tỏi thì nó có rất là nhiều những cái tác dụng, và nó tác động tốt đến hệ tim mạch cũng như là đường tiêu hóa của chúng ta quý vị nha. Và khoa học cũng đã chứng minh rồi. Tuy nhiên với cái việc á là chúng ta ăn tỏi mà kiểu là củ tỏi tươi á thì chắc chắn là rất là khó, tại vì rất là có mùi hăng và cũng như là nó ăn vào dễ bị sặc đó. Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này á, chúng ta có thể làm ngay là những mẻ tỏi đen như thế này quý vị nha. Đó, tỏi đen thành công là gì ạ? Thì tỏi đen bên trong nó có màu đen rất là đẹp như thế này nè. Khi mà chúng ta có thể là bóp nhẹ thì nó có một cái độ dẻo như thế này, và khi mà mình ăn vào á, nó sẽ có một cái mùi rất là thơm và cái vị nó chua ngọt ngọt đó, cho nên là chúng ta có thể rất là dễ dàng ăn mỗi ngày Kiều Khanh ha. Chả nè, thôi bóp rồi xong Khanh ăn nữa cho quý ăn luôn á. Bây giờ để Khanh thử thêm những cái món khác, tại vì thực ra tỏi đen á mình có thể là kết hợp cùng với các loại thực phẩm luôn, giống như là hồi nãy Khanh nói đúng không? Cái món salad đó, thay vì mình sử dụng đậu phộng hay là mình sử dụng thêm hành phi lên trên thì mình có thể là bổ sung thêm tỏi đen cũng đúng rất rồi. Là tốt nha quý vị nha. Bởi vì ở bên trong tỏi đen á, cái lượng acid amin vốn nó đã có sẵn ở trong những cái tép tỏi tươi, bây giờ nó được nhân lên gấp nhiều lần quý vị ạ. Do đó là nó sẽ rất là tốt khi mình sử dụng thường xuyên. Còn sau đó thì sao ạ? Sau 12 ngày mình lấy tỏi ra rồi, tức là lúc này cái chiếc nồi nó rảnh rang nè, thì mình cũng có thể là tận dụng những cái tính năng còn lại của một chiếc nồi đa năng như thế này để mình thực hiện những cái món khác, những cái món hầm như thế này nè, rất là thơm ngon và rất là hấp dẫn quý vị nha. Thông thường á thì mình làm với những cái thớ gân bò như thế này nè, mà nấu trong một chiếc nồi thông thường thì sẽ phải canh lửa cũng hơi mệt quý vị ạ, đảo trở cũng phải nhiều lần, và trong cái quá trình mở ra mở vào đó nó cũng làm thất thoát đi giá trị dinh dưỡng khá nhiều. Thì tận dụng chiếc nồi nấu đa năng ngày hôm nay mình cũng có thể là được hỗ trợ nấu nhanh hơn, đúng không? Đối với lại cái món gân này thì Kiều Khanh mới nấu thôi à, nên là nó cũng chưa được mềm cho lắm, đợi thêm xíu nữa đi. Sao chưa gì mà chuẩn bị sẵn sàng muỗng đũa hết rồi? Tại vì Quang Quý thấy đi, là cho nó sôi thêm xíu nữa. Mở cái nắp nồi ra xong đồ ăn ngon quá, nhưng mà Quang Quý cũng đang suy nghĩ ngay trong đầu là hôm nay Kiều Khanh là có mới một cái gọi là chơi chiêu á, xong Kiều Khanh đưa tỏi cho Quang Quý ăn, cái Kiều Khanh mở ra thấy bò ngon, cái Kiều Khanh ăn mình đúng không? Đó, chưa có ăn. Nhưng mà Quang Quý thấy là cái nồi bò này mà bây giờ mà mình để mà mình nấu thêm một lát nữa thì chắc chắn nó sẽ nè. Rất là ngon. Thôi cái đó tặng cho Kiều Khanh đó rồi. Và thưa quý vị, với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể làm ngay những món bò kho và không cần phải canh trở, cũng như là không cần phải tốn quá nhiều công sức, đúng không ạ? Chỉ cần điều chỉnh thôi, nó đã có một cái chế độ, nhiệt độ và cả thời gian riêng biệt rồi. Và sau đó mình chỉ cần mở nắp nồi ra thôi đã có những món ăn rất là sẵn sàng. Còn bây giờ hãy cùng tiếp tục đến với một món ăn khác nha. Mở ra nè, ba la. Thôi món ăn được nha. Đó. Kim chi. Mọi người cũng có thể thấy là với việc là chúng ta có thể thực hiện ngay là những cái món là hầm như thế này quý vị nha, như là giò hầm kim chi nè, có móng nữa nè. Đó, mình bỏ thêm các loại rau củ quả khác nhau nè, với dung tích lên tới là 5 lít, cho nên là mình có thể là làm cho cả gia đình của mình luôn, đại gia đình luôn. Thì ngon quá, để Quang Quý quậy. Sao có thấy món giò hay là Khanh nghĩ tới hai chữ lợi sữa đó quý. Thì các mẹ bỉm sữa trong gia đình của mình, nếu như mà gia đình của mình đang có một người phụ nữ mới sanh em bé thì cũng có thể là lâu lâu mình nấu món này, không cần nấu quá thường xuyên đâu, lâu lâu cũng được. Nhưng mà
lúc đó mà ăn chua thì cũng chưa có tốt lắm đâu. Nên là mình có thể là lựa chọn là hầm giò heo cùng với thuốc bắc nè ha. Đúng rồi. Hay là hầm giò heo cùng với củ cải thôi là cũng đã rất là thơm ngon và rất hấp dẫn rồi đó quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là chúng ta cũng có thể là yên tâm. Tại vì bình thường khi mà mình hầm giò heo như vậy á nha, là mình phải canh rất là nhiều và canh lửa để lửa riu riu nè. Và mình phải đứng kế cái bếp, lỡ mà bếp có tắt hay là lỡ mà bếp có lửa lớn quá thì sao. Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này thì mình chỉ cần là mình bỏ vào nè, mình đậy nắp lại thôi. Đó, mình đợi một khoảng thời gian mình quay trở lại là mình đã có là giò heo hầm rất là ngon rồi, đúng không nào? Và cuối cùng với chiếc nồi như thế này, mọi người nhìn vào mọi người sẽ tưởng nó là gì ạ? Nó là nồi cơm điện, đúng không nào? Nhìn vô là y chang cái nồi cơm điện rồi, cho nên tất nhiên chức năng của nó có thể nấu cơm. Rồi bây giờ nấu cơm gì đây? Giống như là Quang Quý chia sẻ, trong khoảng thời buổi hiện đại như thế này nha, mọi người rất là chú trọng đến sức khỏe của mình. Cho nên là cái xu hướng mà thực dưỡng á, kết hợp các thể loại gạo mà đặc biệt là gạo lứt nè, cũng như là các loại rau củ quả khác nhau nè. Ở trong đây là có khoai tây nè, rồi có bắp nè, rồi có thêm nấm nè, đúng không? Rồi còn có thêm cả là trời rất là nhiều loại luôn, có cà chua bi nữa nè. Đó, chúng ta cũng có thể là kết hợp lại với nhau. Và lòng nồi chống dính, cho nên là quý vị có thể là hoàn toàn an tâm nha. Quang Quý xới lên như thế này nè, đó, nó không có dính quá nhiều vào cái thành nồi. Và từ đó thì chúng ta có thể là vệ sinh một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Quang Quý xới qua nó tấp vô luôn cái bông hoa rồi, để bông hoa ở giữa cho mọi người thấy nha. Đó, rất là đẹp thưa quý vị. Và từ đó thì chúng ta có thể là có thể nấu cơm rất là dễ dàng và thuận tiện cùng với sản phẩm lần này nha. Và rõ ràng là nếu như mà chúng ta đi ra ngoài mua một cái dòng sản phẩm riêng lẻ mà nó thuộc vào nhánh những cái dòng sản phẩm truyền thống, ví dụ như là nồi cơm điện chẳng hạn, hay là những cái chiếc nồi ủ thông thường, thì tất nhiên là chúng ta sẽ không thể nào vừa sở hữu một chiếc nồi cơm điện có cái lòng nồi chống dính nhẹ dặn ở bên trong mà lại còn có thêm cái khay để đựng tỏi phục vụ cho công việc, đó chính là ủ tỏi đen nữa quý vị nha. Và tất nhiên là nó cũng rất là khó để chúng ta có thể là cắm một chiếc nồi cơm điện liên tục mười mấy ngày mà có thể hoàn toàn yên tâm rằng không có nhiệt độ hay độ ẩm bị thất thoát ra ngoài, cũng như là không làm hư hao những chiếc nồi, bởi vì cái chức năng của nó đâu phải là để làm tỏi đen đâu ạ. Do đó chúng ta nên sở hữu một dòng sản phẩm mà nó sẽ đúng với cái mục đích sử dụng của mình quý vị nha, thì sẽ sử dụng lâu bền hơn, tức là mình đã hoàn thành được cái mục tiêu, đó chính là tiết kiệm được khi mà mình chi ra một cái khoản chi phí để mình đầu tư, đúng không? Tức là ngày hôm nay mình chi ra một cái khoản chi phí mà Kiều Khanh nghĩ rằng khi mà cộng lại á, cùng với một khoản chi phí mà hồi nãy Quý ước tính á, cho một mẻ tỏi đen khoảng 250.000 đồng, tính ra vẫn chưa bằng một lần đi mua ha. Đúng rồi thưa quý vị, với công suất là 250W như thế này nha, thời gian 12 ngày tính ra là tiền điện của mình á là khoảng 180.000 đó. Và bên cạnh đó mình mua tỏi ở ngoài nữa, mua tỏi mắc đi, rồi mình mua bia luôn nha, thì tính đi tính lại là khoảng trung bình là khoảng 70.000 đi. Thì như vậy với việc là chúng ta tỏi tự làm nha, tự làm ngay tại nhà, ngon như nhà làm luôn, 250.000 đồng đó. Tỏi mua ở bên ngoài mức giá là 1.200.000 đồng, tính đi tính lại thì rất là khó, đúng không nào? Và bên cạnh đó thì chúng ta chỉ cần đầu tư một lần thôi, mình có tỏi đen ăn dài dài. Đó, cái nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen như thế này nè, mức giá giảm ngay là 391.000 đồng quý vị nha. Ngày hôm nay chỉ còn là 799.000 đồng mà thôi, và bảo hành trong khoảng thời gian là 12 tháng. Đây là một món quà mà quý nghĩ là hết sức là cần thiết cho những thành viên trong gia đình của chúng ta, cho nên là quý vị hãy nhanh tay sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Tất nhiên chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Chiếc nồi nấu đa năng đến từ thương hiệu Perfect ngày hôm nay rõ ràng sẽ giúp cho chúng ta có thể là tận dụng được rất là nhiều những cái tính năng của nó để thực hiện được cái việc mà mình mong muốn. Đầu tiên đó chính là có thể là thực hiện ngay những cái món ăn mà mình có thể là hấp nè, hay là nấu cơm nè, nấu cháo súp nè, thực hiện những món ninh thầm cũng được quý vị nha. Và bên cạnh đó chúng ta còn có thể là ủ những cái mẻ tỏi đen rất là thơm ngon theo đúng cái nhu cầu và sở thích của những thành viên trong gia đình. Và cái yếu tố đặc biệt á, nó nằm ở chỗ đó chính là mình có thể là mỗi lần mình ăn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu thôi, để luôn đảm bảo là những cái mẻ tỏi đen mà mình ăn nó luôn luôn là có cái hạn sử dụng mới quý vị nhé. Như vậy thì cái hương vị của nó cũng trở nên thơm ngon hơn trước rất là nhiều so với việc mình đi ra ngoài, bởi vì mình muốn mua một lần cho nó rẻ, mình mua nhiều thì chắc chắn là cái mức giá nó cũng sẽ tốt hơn, tuy nhiên để lâu thì cũng sẽ không còn tốt như ban đầu mới mua nữa quý vị ạ. Và quay trở lại với việc là một chiếc nồi đa năng sẽ hỗ trợ cho những người nội trợ tốt như thế nào trong việc nấu nướng mỗi ngày, thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nha. Ở trong gia đình mình đã có nồi cơm điện rồi, tất nhiên là mình sẽ sử dụng nó để nấu cơm là chính. Như vậy trong những dịp mà khách đến chơi nhà cần nấu cơm thêm thì phải làm sao đây ạ? Có chiếc nồi này có sẵn trong gian bếp thì mình lấy ra mình sử dụng luôn, hoặc là kết hợp để mình thực hiện mình nấu cháo nè, nấu những cái món ninh hầm, nấu những cái món súp vào những dịp cuối tuần cho gia đình của mình chẳng hạn. Và quay trở lại với việc là chúng ta sử dụng tỏi đen đó quý vị, thì mình cũng hoàn toàn có thể là kết hợp tỏi đen cùng với là những cái món ăn khác để gia tăng thêm khẩu vị nè, và gia tăng thêm cái giá trị dinh dưỡng cho những cái món ăn đó nữa quý vị nha. Sử dụng tỏi đen thường xuyên chắc chắn là chúng ta sẽ nhận thấy sức khỏe của mình cải thiện rất nhiều.
Nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect trong chương trình khuyến mãi tưng bừng chúc mừng Giáng sinh. Mức giá cũ 1.190.000 đồng, giảm ngay 33% cho tất cả mọi người, chỉ còn 799.000 đồng mà thôi quý vị nha. Đây là thương hiệu uy tín từ Mỹ, bảo hành cho khoảng thời gian 12 tháng. Quà tặng hấp dẫn kèm theo bộ dao kéo 6 món, chương trình đặc biệt chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay. Và nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen Perfect có thể là giúp cho chúng ta có thể thực hiện được rất là nhiều những món ăn khác nhau. Thiết kế mới với 6 chức năng cải tiến quý vị nha, như là sấy khô nè, nấu cơm, nấu súp, nấu cháo và thực hiện những mẻ tỏi đen cùng với tỏi cô đơn hay là tỏi tép đều được. Chi phí đầu tư hợp lý, hiệu quả sử dụng cao. Và tác dụng tuyệt vời từ tỏi đen thì Quang Quý tin chắc rằng tất cả chúng ta cũng đã ít nhiều biết đến rồi đúng không nào? Giúp giảm cholesterol, bảo vệ tim mạch, phòng ngừa tai biến mạch máu não, tăng cường khả năng miễn dịch. Tỏi đen là một loại dược liệu quý từ thiên nhiên dành cho sức khỏe của chúng ta. Nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen Perfect với công suất 250W, dung tích 5 lít, khai làm tỏi 3 tầng đi kèm, lòng nồi dày, phủ lớp chống dính cao cấp để chúng ta có thể thực hiện những món như cơm, xôi, tỏi đen thành phẩm được lên men đều và đẹp. Perfect làm tỏi đen tại nhà dễ dàng hơn. Và chúng ta cũng có thể là tham khảo những bước làm tỏi đen mà chúng tôi chia sẻ cùng với tất cả mọi người. Bước 1, chọn tỏi có chất lượng cao, không nảy mầm, không mốc hay là bị ướt bề mặt, tỏi to và chưa bóc vỏ. Bước 2, vệ sinh sạch nồi và khay để tỏi. Bước 3, lên men bằng cách ngâm với bia trong khoảng 30 phút để tỏi khô ráo hoàn toàn. Bước 4, xếp tỏi vào khay để tỏi và cho vào nồi đậy nắp lại quý vị nha. Và bước thứ 5, ấn và giữ nút on off trong 2 giây. Bước cuối cùng, chọn thời gian lên men theo loại tỏi mong muốn như là tỏi cô đơn hay là tỏi tép. Như vậy là 12 ngày sau lấy ra, chúng ta đã có một mẻ tỏi đen để thưởng thức rồi. Quý vị thân mến, không biết là trước giờ gia đình mình đã có ăn tỏi đen hay chưa? Nếu mà trước giờ là đã ăn rồi thì Khanh thực ra là cũng thắc mắc là không biết là mình đã mua hay là mình thực hiện ngay tại nhà ăn. Cách nào thực ra là cũng tốt cả. Tuy nhiên là ví dụ như mua về ăn thì sẽ không tốt cho túi tiền của mình, đúng không ạ? Nếu như mà chế biến ngay tại nhà thì còn được lợi ở chỗ. Tức là mỗi lần mình có thể là mình lựa chọn, mình ủ một lần là 300-400 gram thôi, và mình ăn dần, khi nào hết rồi mình lại ủ tiếp, đúng không ạ? Như vậy thì đảm bảo những cái mẻ tỏi đó nó luôn tươi mới, thì nó cũng lưu giữ được cái giá trị dinh dưỡng bên trong những tép tỏi nhiều hơn quý vị nha. Quay trở về với việc là lên men tỏi đen ở ngay trong chính gia đình của mình thì rất là đơn giản, lựa chọn tỏi đạt chuẩn, tức là không bị ẩm mốc quý vị nha. Những cái tép tỏi còn nguyên vỏ luôn, tỏi cô đơn cũng được, tỏi nhiều nhánh cũng được, mình ủ với bia, và lưu ý là bia nó phải ngập hết bề mặt của những cái tép tỏi như thế này quý vị nha. Sau 30 phút đó thì mình lấy tỏi ra, mình để ráo rồi mình cho vào bên trong cái chiếc nồi ủ đa năng như thế này đến từ thương hiệu Perfect quý vị nha. Ngoài làm tỏi đen ra thì nó còn có thể là thực hiện nhiều những món khác nữa. Và những món khác đó ví dụ là gì thì bây giờ chúng ta cũng có thể là tiếp tục khám phá luôn quý vị ạ. Những món kho hay là những món ninh hầm, và đặc biệt là những cái món ninh hầm hay là những cái món mà mình nấu cái loại thịt mà khá là dai, ví dụ như thịt vịt đi Quang Quý ha, thì cũng cần đảm bảo là cái nồi này nó phải khá kín quý vị nha, để có thể là lưu giữ cái nhiệt độ nè, cái áp suất bên trong nó cũng tương đối để thịt nhanh mềm hơn. Và quý vị cũng có thể thấy là với những cái miếng thịt to như thế này đó, nhưng mà chúng ta cũng có thể là dễ dàng mà mình có thể là kho thịt cùng với chiếc nồi này quý vị nha, có thể là hoàn toàn an tâm luôn. Với lại bình thường á, không biết là mọi người như thế nào mà mỗi lần Quang Quý kho thịt á, Quang Quý rất là hay có một cái trường hợp, đó chính là cái đáy nồi bị cháy. Tại vì Quang Quý không có đảo đều, đối với Quang Quý cũng không có canh lửa nhiều. Tuy nhiên với dòng sản phẩm lần này á thì cái nhiệt độ của nó sẽ tỏa đều, cho nên là chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được cái khoảng thời gian và cái công sức của mình, là mình không phải là mình phải canh trở để mình đảo nó ở phía bên trong, đúng không ạ? Mình chỉ cần là mình nấu thôi, mà mình chỉ cần đậy nắp lại và chỉnh đúng vào cái chế độ của nó. Sau một khoảng thời gian rảnh tay mình quay trở lại, mình đã có một cái món ngon cho những thành viên trong gia đình của mình thưởng thức rồi. Và những cái món này nè, sau khi mà chúng ta cho ra tô hay là cho ra đĩa trũng chẳng hạn, thì chúng ta trước đó thì mình sẽ cho thêm một vài cái cọng rau mùi chẳng hạn, đúng không? Để cho có màu sắc thêm, rồi bổ sung thêm vài tép tỏi đen lên trên nữa, cũng vừa gia tăng giá trị dinh dưỡng nè, vừa đẹp mắt hơn quý vị nha. Và không chỉ vậy đâu quý vị nha, nếu mà chúng ta có thể là nấu những món mặn rồi thì chắc chắn là sau khi ăn món mặn mình phải tráng miệng, đúng không nào? Hoặc là những lúc mà trong những cái dịp lễ Tết chúng ta mong muốn là mình thực hiện ngay là những cái món chè cho những thành viên trong gia đình của mình đi. Vừa nói là Kiều Khanh đã đưa cho Quang Quý cái chén rồi, mọi người thấy không? Nói tới chè một cái là Quang Quý đã sẵn sàng để có thể là mời Kiều Khanh món chè trôi nước. Thưa quý vị, với chè trôi nước như thế này á, là chúng ta có thể bỏ thêm một vài lát gừng ở phía bên trong nha, rồi cả bỏ thêm lá dứa cho thơm như thế này nè. Đó, và bây giờ là mình có thể là lấy ra những viên rất là to. Thích mấy viên nhỏ nha. Cái này gọi là mấy viên ỉ đúng không? Mấy viên này không, chỉ là không bột biết, không à? Biết ăn. Chỉ biết ăn. Đó thưa quý vị, và sau khi mà chúng ta nấu như thế này nha, rồi á, bây giờ mình múc chè ra rồi nè, mình chỉ cần là đậy nắp lại mà thôi, rất là đơn giản và thuận tiện. Và chè của chúng ta đã dễ giữ lại ở một cái chế độ là chế độ giữ ấm rồi. Đang nói xong cái hỏi giờ không biết nói sao, có mè không à? Hình như là Quang Quý có rắc một chút xíu vào trong rồi á. Bây giờ ăn thử đi xem là chè cho nước như thế nào.
Tại vì bình thường nếu mà chè cho nước thì khi mà mình nấu mình cũng phải khuấy lên rất là nhiều. Nóng lắm. Đúng không ạ? À? Để cho mình nó giữ được cái độ nóng cũng như là nó giữ được cái việc là đường nó sẽ tan đều hơn. Đó, tuy nhiên là với dòng sản phẩm lần này thì chúng ta có thể là tiết kiệm được thời gian và tiết kiệm được cả công sức luôn. Và bây giờ Quang Quý tin chắc rằng từ giờ tới cuối chương trình thì Quang Quý sẽ nói một mình đó. Tại vì bây giờ Kiều Khanh đang thấy nó nóng nè, rồi Kiều Khanh nó ăn liên tục như vậy nè. Đó, cũng rất là ngon đúng không ạ? Rất là thuận tiện cho những thành viên trong gia đình của mình luôn. Đặc biệt là trong những cái dịp mà lễ Tết nè, hay là những dịp sum vầy cùng với những thành viên trong gia đình của chúng ta. Chúng ta rất là bận rộn cùng với những cái món ăn khác, chúng ta không có quá nhiều thời gian. Thì trong lúc mà Kiều Khanh ăn chè thì Quang Quý cũng có nấu thêm một cái món khác rồi. Món này dành riêng cho Quang Quý, không có cho Kiều Khanh ăn đâu. Kiều Khanh ăn nãy giờ ăn nhiều quá rồi đó. Có một cái chiếc nồi cuối cùng đây, mọi người cùng xem là trong đây Quang Quý nấu gì nha. Đó, với chiếc nồi như thế này, ủa sao nói qua cái xào qua nữa rồi, phải qua chứ. Đó thưa quý vị, và với chiếc nồi này thì Quang Quý đã nấu cháo rồi quý vị nha. Với những gia đình nào mà chúng ta có trứng để nguyên trái luôn, đúng rồi à. Đó, như vậy thì có đây gọi là cháo dinh dưỡng, đó, cháo sườn nè ha, rau củ nè ha, các loại nấm nè ha, rồi còn có thêm trứng nè ha, để nguyên trái trứng như thế này nè, ăn vô rất là ngon và rất là bổ luôn. Đó. Mẹ Thanh nấu cháo sườn, ăn cháo sườn mỗi ngày nhưng mà bây giờ thấy vẫn thèm. Tại vì Quý nấu ngon đó. Bởi vậy bây giờ thì Quý sẽ thử đây. Nó mời mọi người nè, bây giờ Kiều Khanh nói đi, Quang Quý sẽ thử cháo xem là như thế nào đây. Rồi Kiều Khanh không chịu nói luôn. Bây giờ Quang Quý sẽ nói tiếp luôn. Chờ ăn. Thực ra đối với những cái món ăn như thế này nè Quang Quý, cái việc mà mình lựa chọn được một chiếc nồi nó phù hợp nó rất là quan trọng đúng không? Tại vì sao nè? Nếu như mà cái đáy nồi á nó không có lớp chống dính, nấu cháo xong là gạo á nó dính hết ở cái phần đáy nồi luôn, là mình phải ngâm mấy tiếng nó rã ra hết rồi mình mới chà được. Mà trong quá trình chà như vậy là sẽ làm trầy xước đáy nồi cũng không có tốt đúng không ạ? Bên cạnh đó nữa là nếu như á mà những chiếc nồi mà nó mỏng quá thì lại gặp phải tình trạng là lửa nó bén lên quá nhanh thì cháo chưa chín đã khê rồi. Đúng rồi. Và đặc biệt là cháo khê là trẻ nhỏ không được ăn nha quý vị. Như vậy là nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng của những món ăn trong cái việc mà chúng ta lựa chọn những cái công cụ để mình nấu nướng không ạ? Quay trở lại cùng với dòng sản phẩm mà chúng tôi đang chia sẻ với quý vị. Chiếc nồi đến từ thương hiệu Perfect không chỉ ủ được tỏi đen mà giúp cho quý vị có thể là thực hiện được thêm nhiều món khác nữa. Quay trở lại với mức chi phí đi nào, 799.000 đồng thôi. Đúng rồi đúng quý vị, 799.000 đồng. Không những vậy, chúng tôi cũng sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc, cho nên mọi người cứ yên tâm, chúng ta không cần phải đi đâu đâu quý vị nha. Nhanh tay đặt hàng ngay nào. Nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect trong chương trình khuyến mãi tưng bừng chúc mừng Giáng sinh, chỉ còn 799.000 đồng mà thôi quý vị nha. Quà tặng hấp dẫn kèm theo bộ dao kéo 6 món, chương trình đặc biệt chỉ áp dụng trong thời gian phát sóng mà thôi. Hãy nhanh tay sở hữu ngay. Và thưa quý vị, thời gian trong chương trình mua sắm ngày hôm nay không còn nhiều nữa đâu quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu ngay dòng sản phẩm nồi nấu đa năng có chức năng làm tỏi đen đến từ thương hiệu Perfect. Không chỉ là làm tỏi đen không đâu, chúng ta cũng có thể sử dụng ngay để làm rất là nhiều những món ăn khác quý vị nha. Chẳng hạn như là mình có thể là hấp thực phẩm nè, rồi ngoài ra mình cũng có thể là nấu cơm cùng với chiếc nồi này luôn. Rất là thuận tiện và thoải mái, ở bên trong là dung tích lên tới là 5 lít nè. Chúng ta có thể nấu cho một khoảng số lượng người khá là lớn, từ 5 tới 7 người trong gia đình của chúng ta. Đó, mình kết hợp cùng với những thể loại rau củ khác nhau. Đặc biệt chỉ có trong chương trình lần này mà thôi, mức giá cũ là 1.190.000 đồng. Ngày hôm nay chúng tôi giảm ngay cho tất cả quý vị 391.000 đồng, chỉ còn 799.000 đồng quý vị nha. Hãy nhanh tay sở hữu và chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Chương trình đặc biệt áp dụng trong thời gian phát sóng mà thôi. Và thời gian không còn lại nhiều nữa rồi quý vị ạ. Hãy nhanh tay sở hữu dòng sản phẩm ngày hôm nay để tận dụng đầu tiên là mức giá ưu đãi, tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu. Tuy nhiên lại còn có thể là tận dụng được những tính năng của nó lâu dài trong suốt khoảng thời gian sử dụng, bảo hành chính hãng 12 tháng nữa. Do đó quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nha. Và sau đó chúng ta có thể là tiết kiệm chi phí rất nhiều, không cần đi ra ngoài mua tỏi đen, vẫn có thể ủ tỏi đen tại nhà để ăn. Còn bây giờ thì thời gian không còn nhiều nữa rồi. Đã đến lúc Kiều Khanh, Nữ Quan Quý phải nói lời chào tạm biệt. Và rất hy vọng là quý vị đã có một lần mua sắm thành công quý vị nha, cũng như là sẽ sở hữu được thật nhiều giá trị về cho căn bếp của gia đình mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại www.vinday.vn.